Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Trang Cooking. Hôm nay mình và các bạn cùng vào bếp để thực hiện món mướp đắng xào trứng. Với cách làm và nguyên liệu đơn giản, các bạn sẽ có ngay món mướp đắng xào trứng vừa ngon, vừa bắt mắt và đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng mình nhé. Nguyên liệu hôm nay mình có chuẩn bị bao gồm có 2 quả mướp đắng, hành lá, hành khô, ớt và 3 quả trứng. Ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm các gia vị thông thường như nước mắm, hạt nêm, tiêu, dầu hào. Đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế mướp đắng trước. Hôm nay mình có chuẩn bị 2 quả mướp đắng. Mình đã ngâm với nước muối được khoảng 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt bỏ 2 đầu và các bạn bổ dọc. Sau đó thì các bạn sẽ dùng thìa để loại bỏ phần ruột ở trong. Tiếp đến thì mình sẽ đi thái chéo mỏng cho vừa miếng ăn. Các bạn nên thái vát chéo một chút thì trông món ăn sẽ được hấp dẫn hơn. Mướp đắng thì có rất là nhiều tác dụng như là giải độc, sáng mắt, giải nhiệt, ngăn ngừa mụn, làm đẹp da và tăng cường hệ miễn dịch. Mình rất là thích ăn mướp đắng và vẫn thường hay chế biến cho cả gia đình các món như mướp đắng nhồi thịt, mướp đắng ruốc đá hoặc là mướp đắng xào trứng thì là món ăn đơn giản và mình cũng hay nấu nhất cho cả gia đình cùng thưởng thức. Nếu các bạn không thích ăn đắng thì khi loại bỏ hột thì các bạn sẽ dùng thìa cạo cả phần màng trắng ở bên trong. Và sau khi thái xong thì mình có thể ngâm mướp đắng vào phần nước muối pha loãng và thêm một chút đá vào để khi mình xào thì mướp đắng ăn sẽ được giòn hơn. Còn mình ăn quen rồi thì mình sẽ rất là thích cái vị đắng của mướp đắng, mình cảm thấy nó đắng rất là thanh, rất là ngon. Tiếp đến thì ở đây mình có 2 củ hành khô, mình đã bóc vỏ và rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ đi thái lát mỏng. Ở đây thì mình có thêm 1 quả ớt hiểm, các bạn thái chéo nhỏ nhé. Phần hành lá thì mình sẽ chuẩn bị thêm khoảng 2-3 cây. Mình đã nhặt bỏ phần gốc và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi thái khúc khoảng 2cm. Tiếp đến thì ở đây mình có chuẩn bị 3 quả trứng gà. Mình sẽ sử dụng trứng gà ta ăn cho thơm. Mình sẽ ướp vào đây một chút nước mắm, một chút dầu ăn và một chút hạt nêm. Dầu ăn cho vào thì sẽ giúp trứng được bông và mềm hơn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng đũa để đánh đều trứng lên. Tiếp đến thì mình sẽ cho chảo lên bếp. Cho vào đây 2 thìa canh dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ cho hành vào để phi thơm. Khi hành đã thơm rồi thì mình sẽ cho mướp đắng vào để đảo cùng. Mặc dù là mướp đắng thì rất là tốt cho sức khỏe, tuy nhiên thì nếu các bạn đang bị huyết áp thấp, đang mang bầu cho con bú thì không nên ăn mướp đắng nhé. Và khi xào mướp đắng thì các bạn nên để lửa lớn để mướp đắng ăn được giòn và ngon hơn. Tiếp đến thì mình sẽ nêm vào đây 1 thìa canh nước mắm, 1/3 thìa canh hạt nêm và 1/3 thìa canh dầu hào. Và ngoài ra bởi vì món mướp đắng thì mình có xào cùng với trứng nên các bạn sẽ cần xào cho khô ráo và ăn nóng để không bị tanh. Khi mướp đắng đã chín được khoảng 80% thì mình sẽ cho phần trứng đã chuẩn bị vào. Sau đó thì các bạn sẽ đảo nhanh tay để trứng không bị đóng thành từng miếng to. Mình sẽ xào đến khi trứng được xe lại và bám quanh mướp đắng là được nhé. Đến bước này thì các bạn có thể nêm nếm lại gia vị. Cuối cùng thì mình sẽ cho phần hành lá đã thái khúc vào và thêm một chút tiêu xay nếu các bạn thích mùi cay thơm của tiêu nhé. Và thêm một vài lát ớt để cho món ăn được bắt mắt hơn. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp và bày ra đĩa để thưởng thức. Đĩa mướp đắng nóng hổi có màu xanh trông rất là bắt mắt. Mời các bạn cùng ăn thử với mình nhé. Mướp đắng ăn rất là giòn, ngon, hòa quyện với miếng trứng rất là mềm, xốp và thơm. Quyện thêm một chút vị cay nhẹ của tiêu, vị thơm của hành lá và vị đậm đà của các gia vị hòa quyện với nhau, cuốn hút vị giác vô cùng. Vậy là hôm nay thì kênh Trang Cooking đã chia sẻ cho các bạn cách làm món mướp đắng xào trứng. Nếu các bạn thấy video của mình hôm nay hay, các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày mới bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!